mọi người, mình là Mina đây và Mina rất là vui vì ngày hôm nay mọi người đã click vào video của Mina. Và nếu mà là như vậy thì đừng view hết nhé, bởi vì video ngày hôm nay sẽ rất là thú vị. Và như mọi người thấy thì đầu tiên office của Mina ngày hôm nay cũng rất là gọi là mát mẻ đấy đúng không? Và thực ra thì ở dưới thì Mina cũng mặc quần sọt bình thường thôi. Ở trên thì Mina mặc cái bra trong cái set bikini của Mina trông như thế này. Ta-da! Và hôm ngày hôm nay thì Mina muốn chia sẻ mọi người thói quen tốt mà mọi người nên làm trong mùa hè này, để mùa hè của chúng ta, cho dù chúng ta không đi du lịch, không đi biển, thì cho dù chúng ta ở thành phố, ở nhà, thì chúng ta vẫn có thể rèn luyện sức khỏe này, luôn luôn xinh tươi, luôn luôn healthy. Và đặc biệt là phải có một cái mùa hè cực kỳ nhộn nhịp và sống động. Hãy tiếp tục xem video này nhé. See you guys in 1 seconds later. Và việc đầu tiên mà Mina sẽ luôn luôn áp dụng đó chính là Mina sẽ muốn mình trở nên xinh xắn hơn bằng cách là Mina sẽ trang điểm và skincare nhẹ nhàng. Thì đây cũng là một cách để khiến cho những bạn nào mà rất là lười đi chơi hoặc là chỉ muốn ở nhà thôi trong dịp nghỉ hè này thì sẽ cảm thấy tự tin hơn, bởi vì mình cảm thấy mình xinh đẹp. Cho nên là nếu mà mình muốn đi bơi thì mình sẽ đi bơi, còn nếu như mà ai đấy gọi mình thì chắc chắn là mình cũng sẽ đi chơi thôi. Makeup ngày hôm nay nó sẽ rất là mỏng nhẹ và chắc chắn là nó sẽ waterproof, sweatproof, để khi mà chúng ta đi ngoài trời nắng nóng kiểu gì thì nó cũng sẽ không bị lem, không bị trôi hết. Bây giờ Mina sẽ bắt đầu với em sản phẩm này, chính là nước cân bằng da của Laneige. Và điểm Mina rất là thích em này đó chính là em này có kết cấu sữa rất là mỏng nhẹ. Ok, vậy là chúng ta đã xong bước nước cân bằng rồi ha. Mina sẽ tiến qua bước serum dưỡng trắng. Em này là của Senka mọi người ạ. Và nếu như mọi người không biết về em này thì chắc chắn là mọi người nhớ hãy xem cái video mới nhất của Mina nhá. Thì Mina sẽ để link trên này hoặc là trên này. Rồi Mina sẽ xoa em này lên 4 điểm. Và sau đấy thì Mina sẽ massage nhẹ nhàng. Mina sẽ sử dụng em kem BB vừa chống nắng vừa là kem trang điểm này của Anessa. Rồi Mina sẽ massage từng vùng trước. Tại vì em này khô rất là nhanh mọi người ạ, nên là Mina cũng sẽ khuyến khích mọi người áp dụng vào cái vùng da mà mọi người cần phải làm trước, rồi những cái vùng da khác mọi người hãy tán sau. Nếu như mọi người cũng muốn có một lớp nền mỏng nhẹ thì hãy bỏ qua bước kem nền mùa hè này, hãy mua một cái em tích hợp hai công dụng vừa chống nắng vừa gọi là nâng tông da luôn, nó sẽ rất là tốt cho da mọi người. Mặt Mina vẫn có một vài vết mụn thì Mina sẽ chỉ dùng cái concealer này của Maybelline để nó không có bị đỏ ửng nữa. Và trên này mùa hè nắng nóng quá nên là da của Mina nó cũng muốn nổi mụn hết mặt luôn. Nhưng mà cũng may là mỗi khi mà về nhà thì Mina đều skincare rất là kỹ. Bây giờ thì Mina sẽ dùng kem má hồng này của Apeel. Đây là một nhãn hiệu của Hàn Quốc, packaging cũng rất là xinh luôn mọi người ạ. Mina sẽ đánh lên rồi sau đấy Mina sẽ tán ra bằng tay sau. À đúng rồi, hôm nay Mina làm tông makeup là màu cam mọi người ạ. Mọi người ơi, và Mina mới biết một tin rất là hay, đó chính là trên Shopee hiện giờ đang có chương trình sale trong mùa hè. Và dịp mùa hè này thì chương trình Beauty Summer Sale của Shopee diễn ra từ ngày 8 tháng 5 cho tới ngày 11 tháng 5. Mina được biết là trên đấy đang giảm giá lên đến 50% này mọi người ạ. Mina cũng mới vào check và cũng đã mới tậu về vài món rồi, nên là Mina mới muốn gọi là tung tin này cho mọi người để mọi người cũng biết. Và dịp hè này mọi người mua những cái sản phẩm skincare, makeup nữa. Và đặc biệt là nếu như bạn nào đang quan tâm về những cái sản phẩm mà high end ấy thì cũng có rất là những cái deal đồng giá này, từ 99k rồi 199k rồi 499k. Nên tất cả các thông tin đấy thì Mina sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người xem nha. Mina mới hoàn thành xong kiểu makeup lúc ngày hôm nay. Và như mọi người thấy thì Mina đang làm theo cái kiểu tông cam ấy mọi người. Đây mọi người thấy không, nguyên cái bộ đồ mà Mina đang mặc cũng là màu vàng nữa.
Mina đã chỉ xong cho mọi người cái mẹo đầu tiên rồi. Và mẹo thứ hai Mina sẽ bật mí sau một giây nhá. Let's go. Và tiếp tiếp theo thì Mina muốn nói về chế độ dinh dưỡng một chút. Bởi vì bình thường thì vào những cái dịp mà không phải mùa hè thì Mina đã uống khá là nhiều cà phê. Mina hay uống ice latte. Cho dù là cái lượng caffeine nó rất là ít, nhưng mà mỗi ngày mình nạp vào trong người mình ý, thì tới một lúc nào đấy thì mình cũng cảm thấy là nó addictive, nó gây nghiện và nó không thực sự tốt cho sức khỏe. Thì hôm nay Mina sẽ muốn chỉ cho mọi người cách mà Mina hay làm sinh tố buổi sáng để uống. Và kiểu sinh tố này thì nó rất là đơn giản. Nó chỉ bao gồm hầu như là 3 cái thành phần. Rồi còn lại thì Mina cũng không cần đường hay là thêm cái gì hết. Nếu như mọi người có sử dụng Instagram thì chắc chắn là cũng sẽ thấy rất là nhiều bức hình có hashtag là đi biển, đi bơi và đi những cái hòn đảo rất là xinh đẹp đúng không? Và nếu như mọi người cũng muốn có những bức hình như vậy, và bên cạnh đấy thì vừa có thể luyện tập sức khỏe và cũng như là khiến cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và dẻo dai hơn, thì chắc chắn là mọi người nên đi bơi. Thì thường thường vào mỗi buổi sáng khoảng vào 2-4-6 thì Mina sẽ đi bơi và tập bơi. Thực ra thì bây giờ Mina vẫn đang học bơi và Mina rất là mong là qua hè này thì mình sẽ biết bơi. Ngoài chuyện là mình có thể bơi ra thì Mina còn có thể chụp rất là nhiều tấm hình đẹp nữa. Nên đó là lý do mà Mina nghĩ rằng trong mùa hè này mọi người nên đặt agenda đi bơi vào trong cái danh sách của mình. Nên là chúng ta cùng đi bơi nhé. Nếu như mà cái tip vừa rồi ấy, mọi người không thích tập bơi thì chúng ta có thể mỗi sáng thức dậy dành 30 phút để mà xuống phòng tập gym nha. Mỗi sáng thức dậy chúng ta có thể nhảy khoảng 100 lần nhảy dây này, hoặc là có thể hơn, hoặc là chúng ta có thể làm những cái động tác đơn giản để mà khởi động mỗi ngày. Thì mình đang nghĩ rằng là như vậy thì mùa hè của chúng ta vừa có thể giữ sức khỏe, giữ được cái vóc dáng, cũng như là mình cảm thấy mỗi ngày mình tập một chút ấy thì mình cũng cảm thấy khỏe mạnh hơn. Nên là chúng ta hãy bắt đầu nha. They say Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like bogles, you can come on the tour bus, just please no photos. But they're out like Somo, 'cause we be going off on the off nights. 'Cause I've been on every single song I put my pen on. No, they don't know, or maybe they starting to. 'Cause I work so hard that it's hard to lose. Top spot, I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm facing that. 'Cause if winning is a habit, then I've been an addict. Every night is cinematic when you roll with us, and we won't live forever. But I will remember when I'm ready. When I met you in the summer, and I came to your town. We fell in love, then we burned it to the ground. And we could be together, baby, be together. But I gotta leave soon, I gotta leave soon. Everybody's listening now, but we got nothing to lose. When I met you in the summer. Cuối cùng thì Mina cũng đã chỉ xong cho mọi người những cái mẹo và những cái thói quen cực kỳ thú vị và cực kỳ hot mà mọi người nên thử trong mùa hè này. Và Mina thấy là những cái thói quen này sẽ khiến mọi người làm cái mùa hè của mình trở nên sống động hơn, trở nên nhộn nhịp hơn. Và Mina cũng có một cái tin này rất là hay, đó chính là những bạn nào mùa hè này mà cũng thích make up và cũng thích những cái kiểu trang điểm vibrant và summer vibe thì chắc chắn là mọi người nên thử cuộc thi mà Shopee đang tổ chức. Bởi vì người thắng cuộc thi này sẽ có cái voucher mua sắm là 5 triệu đồng luôn. Và cái thể lệ rất là đơn giản, mọi người có thể lên trang page hội nhìn makeup hoặc là makeup junkie để có thể gửi cái tấm hình makeup của mọi người. Và Mina nhớ rằng là cái cuộc thi này sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 5 cho tới ngày 11 tháng 5. Nên là mọi người hãy nhanh chân lên để dự thi nhé. Và Mina cũng rất là muốn mọi người nên tham gia và khuyến khích mọi người tham gia cuộc thi này. Bởi vì không phải là mùa hè nào chúng ta cũng có cơ hội để ra khỏi cái comfort zone của chúng ta. Nên đây là một cái cơ hội và cũng là một cái cuộc chơi thú vị mà mọi người có thể tham gia. Và mong rằng mọi người sẽ chiến thắng. Chúng ta sẽ gặp nhau trong video tiếp theo. Stay in touch. XL. Bye bye.